Khuyên Nhi. Xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức tác phẩm Chồng Tôi, nguyên tác Mon Mari của Max Duversy do Vân Ảnh phóng tác. Phần 6. Sau cuộc đối thoại sóng gió lúc đầu và chấm dứt ngộ nghĩnh ấy, tôi có thể nói thái độ của chồng tôi thay đổi không? Có những sự nhỏ nhặt khó nói, song tôi cảm thấy có sự thay đổi. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi ít phiền hà vì ánh mắt khinh khỉnh và nụ cười ngạo nghễ của An Sơn. Dường như anh tránh nhìn tôi hoặc cố ý không thấy tôi. Hơn nữa, anh không bao giờ đi vắng mà không cho tôi hay trước. Anh lại chịu khó cho tôi hay nếu buổi tối không đến nói chuyện với tôi được. Anh nói điều đó với vẻ thản nhiên, không vồn vã, chỉ lưu ý cho hay những lần đi về của anh mà thôi. Về việc mua sắm cho tôi, anh hành động khá kín đáo. Buổi sáng, lúc lão Đôn bưng điểm tâm lên phòng tôi, đưa cho tôi một phong bì dán kín. Ông chủ bảo tôi mang thư này đến tay bà chủ. Phong bì đựng một ngân phiếu 10.000 quan, kèm theo mảnh giấy nhỏ. Chính tay An Sơn viết: gửi bà An Sơn, sở phí mua sắm cho Tam Cá Nguyệt này. Đến bữa ăn trưa, tôi ngỏ lời cảm ơn An Sơn thì anh có vẻ hơi bực mình, ngắt lời tôi: xin cô đừng nói đến việc đó nữa, tiền đó cô phải có. Tôi rất ân hận là không nghĩ đến sớm hơn. Tôi không nói thêm gì nữa. Thế là tôi có thể đi phố và làm quen với đời sống luân đôn nhiều hơn. Hôm nay trời mưa nhỏ hột và dai dẳng, cảnh nhà vắng lặng quá. Tôi buồn nên đi ra phố vào lúc xế chiều. Thấy mưa ướt át, tôi liền vào một phòng trà. Đây là một phòng trà lộng lẫy, quy tụ những khách hàng sang trọng. Tôi kín đáo ngồi vào một bàn nhỏ ở góc phòng, gần như bị che khuất sau một chậu kiển to. Tôi thích chỗ ngồi này vì vừa được che khuất, vừa được tự do quan sát những thực khách vô ra. Không quen ai ở Luân Đôn, tôi thích thú chú ý đến mọi người. Bỗng cửa mở, chồng tôi đi vào với một phụ nữ cao lớn, tóc hoe hoe đỏ mà tôi đã có thấy một vài lần ở đâu đó. Sự bất ngờ làm tôi vội nép mình vào sát góc phòng dù không ai thấy tôi cả. Tiếng nói trong phòng như im bặt, người ta như biết rõ hai nhân vật vừa vào. Không hề bối rối trước lối 50 cặp mắt chăm chú nhìn mình, chồng tôi vồn vã mời cô bạn gái ngồi xuống ghế của một bàn giữa phòng. Quần áo, nữ trang, sắc đẹp của cô bạn được dịp phơi bày ra trước mắt mọi người. Đoạn, chồng tôi bình thản quay nhìn chung quanh xem có ai quen không, rồi ngồi xuống ghế đối diện với người bạn gái, không chú ý đến người chung quanh nữa. Chồng tôi gọi trà và bánh với người bồi đang ân cần hầu lệnh. Chồng tôi chống khuỷu tay lên bàn, tựa đầu vào bàn tay có đeo những kim cương lấp lánh, nghiêng mình về phía cô bạn. Anh nói nho nhỏ và chỉ biết có cô bạn ấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp An Sơn ở ngoài phố, cũng là lần đầu tiên thấy y đi với bạn gái. Tôi thú nhận là chưa bao giờ thấy y có vẻ thoải mái, tươi cười, vồn vã như thế. Anh ta như một người mới đối với tôi, một An Sơn khác hẳn. Y cười to, rạng rỡ. Đây là lần đầu tôi thấy y trẻ trung, dồi dào sức khỏe, đầy nhựa sống, duyên dáng. Tôi tò mò, chú ý từng cử chỉ, nụ cười, vẻ hân hoan của anh ta. Nhưng tôi cảm thấy thế nào? Tôi là vợ chính thức của anh ta, nạn nhân hợp pháp của anh ta, nếu tôi cho là như thế. Lúc này, nếu phân tích tình cảm tôi chỉ có một ý nghĩ là lo ngại bị bắt gặp. Tôi lại tò mò, rất tò mò trước một người đàn ông khác hẳn với người tôi biết, nhất là trước một phụ nữ rực rỡ đang chú ý nghe chồng tôi nói. Thấy anh bồi đang dọn cái bàn gần bàn tôi ra dấu gọi anh đến. Tôi chỉ tay về phía người đàn ông mà pháp luật làm thành chồng tôi. Tôi dúi vào tay anh bồi đồng bạc và hỏi nhỏ: ai đó? Anh bồi vồn vã: ông An Sơn, nhà văn nổi tiếng đấy, ai cũng biết ông ấy. Còn người đàn bà An Sơn? Không, đó là Mai Anh, nữ nghệ sĩ tài ba. Nhân tình của An Sơn? Phải,
Người ta bảo Mai Anh thường thủ vai chính trong các vở kịch của An Sương. Đó là sự liên lạc công khai, ai cũng biết cả. Họ liên lạc nhau lâu chưa? Từ mấy năm rồi, tôi thấy họ đi với nhau có 6 năm rồi. Có người gọi, anh Bồi đi ngay. Tôi suy nghĩ. 6 năm, vậy anh ta có nhân tình này trước ngày cưới vợ và vẫn còn giữ mãi. Thế là tôi nghe có một cảm giác xuống sang khác hơn là sự tò mò. Tôi cảm thấy buồn bã lạ lùng. Tôi quen với vẻ lạnh nhạt của chồng tôi. Tôi không bao giờ tưởng tượng anh ta lại có một thái độ khác hẳn đối với một người khác. Kìa, anh ta đang vui cười, duyên dáng với người đàn bà đó. Cô ta không hề biết con người lạnh lùng, thờ ơ lại vô vã với cô ta. Một cái gì dâng lên trong lòng tôi, làm mờ ý nghĩ tôi và làm tôi hối tiếc sao không biết làm nở nụ cười của chồng tôi như người đàn bà kia. Tôi cay đắng nhận xét, với tôi, người vợ lương thiện, khả kính thì chỉ có vẻ thờ ơ, bất cần, còn với người đàn bà kia là sự vồn vã và tình yêu. Tôi cố bỏ ý nghĩ khó chịu đó. Chà, ta ghen à, tình cảm đó có đáng cho một người chồng mà ta không hề muốn làm vợ không? Tôi bỗng lo ngại cho sự mất thăng bằng của tâm trí tôi. Tôi tự nhủ, coi kìa, tại sao lại như vậy? Thinh không lại có cảm nghĩ chua xót như thế. Tôi cố phân tích tình cảm của tôi. Tôi thử tưởng tượng, ta muốn thấy chỗ người đàn bà ấy, tiếp nhận những nụ cười thương yêu trên đôi môi của người đàn ông hứa hẹn những cái hôn nóng bỏng. Tôi giật nảy mình. Chu choa, cái hôn của đôi môi ấy à? Ô, không, không thể được. Không một lời nói mâng trớn nào làm cho ta quên được vẻ khô khan trong giọng nói của anh ta. Không nụ cười nào xóa được vẻ ngạo nghễ và khinh miệt mà ta biết quá rõ. Hình ảnh một hoàng tử của lòng em mà ta từng mơ ước không giống tí nào với người chồng ta đang bị trói buộc. Vậy tôi không mong ước địa vị của người đàn bà đó. Thế thì tại sao bỗng dưng buồn bã? Tay chống cằm, mắt nhìn cặp tình nhân sáng chói ấy, tôi tiếp tục suy nghĩ. Tiếng ghế khua, tiếng lụa xào xạc, tiếng bước nhẹ lẫn với tiếng giày của An Sương, cặp tình nhân đi ra. Mới 20 tuổi, trái tim cô đơn xe thắt trước cảnh quấn quýt của đôi thanh niên nam nữ. Sau khi họ đi rồi, tôi mới hiểu, thấy hạnh phúc của người ta mà mình bỗng thấy tâm hồn nổi sóng. Tôi không hề ham muốn, không ghen tị, không hối tiếc. Không, tôi mới 20 tuổi và tôi còn cô độc. Tôi không cần nói rằng cuộc gặp gỡ chồng tôi với người nữ nghệ sĩ chính của anh ta trong phòng trà đã không hề thay đổi thái độ của chúng tôi. An Sơn không biết tôi có mặt nơi ấy và tôi không nói cho y rõ. Nhưng dù cố tránh nghĩ đến việc đó, tôi cũng không khỏi nhớ đến luôn. Mỗi một lời nói của anh ta cứng rắn hơn thường lệ, một ánh mắt lãnh đạm hơn, một cái yên lặng kéo dài hơn cũng làm tôi nhớ ngay lại con người duyên dáng của An Sương bên cạnh nữ nghệ sĩ của anh ta. Và sự so sánh ấy kéo theo một mớ ý nghĩ về tính tình của người chồng xa lạ, dù vẫn sống gần anh ta. Một hôm, An Sương không đi vắng, chúng tôi qua buổi tối trong phòng khách của anh ta. Sự đối diện nhau trong gian phòng ấm áp không có gì đáng chú ý. Chúng tôi vẫn giữ thói quen thường bữa. An Sơn hút thuốc lá, xem báo, thỉnh thoảng kể cho tôi nghe vài bài tường thuật hay, trong khi tôi thêu thùa dưới ánh đèn. Bữa nay hết chỉ nên tôi xếp tấm lụa lại trước giờ về phòng riêng. An Sơn đang mải miết đọc báo, tôi liền lấy tập ảnh to tướng trên bàn và lật ra xem. Bỗng tôi chú ý đến một tấm ảnh nhỏ, một cậu bé độ 10 tuổi đang chơi trong vườn. Tôi biết cậu bé này, đúng hơn là tôi biết cái hình này. Nó làm tôi nhớ lại một hình dáng quen thuộc. Tôi kêu lên một tiếng, ô. Tôi ngẩng lên, bắt gặp cặp mắt dò hỏi của An Sơn. Tôi hỏi, ai đấy? Tôi biết cậu bé này. An Sơn nhìn vào bức ảnh tôi chỉ và có vẻ ngạc nhiên. Cô biết nó à? Biết, hồi xưa.
Ở đâu? Ở Pháp, chắc chắn, lúc tôi còn nhỏ. Mặt An Sơn lộ vẻ không tin, tôi lại nói, tôi biết, chắc chắn tôi biết. Vậy thì có phải biết nó là ai chứ? Tôi không nhớ rõ vì lúc ấy tôi còn nhỏ quá, nhưng tôi dám chắc là thuở xưa tôi đã chơi đùa với cậu bé này trong khu vườn này. Tôi không tin. Tôi không bao giờ chịu cho ai nghi ngờ một việc mà tôi chắc chắn là có. Tôi sẽ cho ông thấy tôi nói đúng. Rồi tôi vội kéo sợi dây chuyền trong cổ áo ra, mở lấy miếng mề đai nhỏ đưa cho An Sơn. Này, ông xem đi. An Sơn ném nhanh cái nhìn về miếng mề đai có lòng hình cái đầu của một cậu bé cắt ra ở một bức ảnh giống như ảnh gắn trong tập hình. Nhưng anh không nhìn kỹ miếng mề đai mà trái lại nhìn đăm đăm vào mặt tôi như tôi lạ lắm. Anh hỏi tôi với vẻ chế giễu. Cô lồng ảnh này vào miếng mề đai bao lâu rồi? Tôi kinh ngạc. Bao lâu? Tôi đeo từ nhiều năm qua cái ảnh này cùng với ảnh của mẹ tôi ở mặt kia miếng mề đai. Chắc ngày xưa mẹ tôi lồng vào đó vì tôi nhớ không bao giờ động đến nó. Nụ cười ngạo nghễ của An Sơn càng thấy rõ. Cô tưởng tượng giỏi lắm. Tôi đỏ cả mặt. Tưởng tượng? Ông muốn nói là tôi bày ra à? Điều cô nói đó khó tin có thật. Có thể khó tin, song là sự thật. Nếu tôi không cho ông xem bức ảnh bị cắt này để làm bằng chứng, thì ông bảo tôi lầm lẫn với người khác. Nhưng đúng là cậu bé này không chối cãi được. Làm sao ngày xưa cô biết thằng bé người Anh này được? Tại sao không được? Vì tôi không nghĩ là nó đến Pháp Quốc để chơi với cô. Xong đúng là ở Pháp mà tôi gặp nó. Đây tôi sẽ kể cho ông nghe. Cô kể đi. Mắt nhìn vào bức ảnh, trí tôi nhớ lại cảnh thuở xưa, không chú ý đến giọng nói nghi ngờ của An Sơn. Tôi nhớ tôi còn nhỏ lắm, nhưng nếu tên các nhân vật và xứ sở bị quên, ít ra tôi vẫn còn nhớ rõ những việc nho nhỏ xảy ra giữa tôi và cậu bé này. Chuyện trẻ con luôn luôn hay lắm, tôi nghe cô. Mặt tôi ở ngay ánh sáng đèn, trái lại mặt An Sơn thì khuất trong bóng mờ của chụp đèn. Tôi không nhận được anh ta có vẻ chế giễu tôi không. Tôi thấy cần như phải nói, sự êm dịu gợi lại dĩ vãng làm tôi xúc động. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, như đã nói với ông, có lẽ độ 4-5 tuổi, tôi không nhớ rõ. Tôi thấy lại một ngôi nhà trắng thật to, có lẽ là một lâu đài. Ở đó có một sân rộng, rồi đến các bậc thềm, và sau đó là bãi cỏ. Một bãi cỏ cắt phẳng mênh mông đối với đôi chân bé nhỏ của tôi. Trước bãi cỏ, phía bên trái có một cây to, thật to, tàn lá xum xuê. Thường thường người ta đến ngồi dưới bóng cây đó. Tôi như còn thấy nhiều người ngồi ở đấy. Tôi còn thấy một con đường dài, dài lắm. Có cây, có nước, không biết là sông rạch hay hồ ao, tôi không rõ. Chính trên mặt nước đó, một chiếc thuyền con làm bằng vỏ cây, mà với đôi mắt ngây thơ của tôi thấy nó bằng một chiếc tàu to. Tôi xúc động nhớ lại, đã ngồi trong chiếc thuyền nhẹ nhàng ấy, đối diện với anh bạn nhỏ của tôi. Tôi còn như cảm thấy ánh nắng ấm áp, sự vui vẻ. Tôi đã cười vỗ tay reo hò, biểu lộ sự thích thú của tôi. Anh bạn tôi hãnh diện chèo thuyền lướt ra xa, trên mặt nước lấp lánh, phản chiếu ánh mặt trời. Sự vui mừng ngây ngô của tôi đối với anh ta như sự khâm phục. Anh ta hãnh diện tăng sức chèo thuyền. Và bỗng việc gì xảy ra? Tôi nghiêng mình ra hái cọng cây mọc dưới nước, hay muốn bắt con bướm. Chiếc thuyền bị lật úp. Trí óc non dại của tôi chỉ còn nhớ cảm giác bị mắc lạnh thình lình. Tôi vùng vẫy, ngực bị nghẽn, thở khó. Một bàn tay rắn rỏi nắm lấy tay tôi, kéo tôi, đầu tôi choáng váng, tai ù lên. Tôi thấy lại tôi ở trên bờ, nằm dài trên cỏ ngoài nắng. Đứa bé ấy đang nghiêng mình nhìn tôi. Cả hai đều ướt loi ngôi. Anh bạn tôi kêu gọi tôi, hắn khóc nức nở, hắn hôn tôi.
Nhưng khi tôi trả lời hắn, ôm lấy cổ hắn, thì hắn hiểu tôi còn sống. Hắn phá lên cười như điên. Thế rồi là một cuộc thi, chạy nhanh về phía lâu đài. Hắn kéo tôi, gần như ẵm tôi chạy về phía mấy người lớn đang chạy nhanh đến với vẻ hoảng hốt. Tôi đã té xuống nước, tôi đã được đứa bé ấy liều mình xuống cứu tôi. Xúc động vì câu chuyện chính tôi kể, tôi như sống lại trong dĩ vãng. Tôi nói nho nhỏ như thành kính, quên mất sự hiện diện của An Sơn. Một tiếng ho khẽ của anh ta làm tôi nhớ đến anh ta. An Sơn chống khuỷu tay lên bàn, tựa đầu vào bàn tay như có vẻ quan sát tôi. Tôi nói, có thể ông không tin tôi, nhưng nếu ông biết cậu bé người Anh này, ông sẽ phải biết hắn dám liều mạng của hắn để cứu cô bạn bé bỏng của hắn. Hắn sẽ nhớ lại cảnh ghê gớm ấy mà thuật lại cho ông biết. An Sơn lạnh lùng, tôi không nhớ nó nói với tôi chuyện đó bao giờ. Tôi nhấn mạnh, nếu ông có chơi với hắn một đôi lần, ông sẽ nhận thấy hắn hung hăng và hay nổi giận. Tôi đã thấy hắn lăn trong cỏ khi tôi không đồng ý với hắn trong các trò chơi. Tôi còn nhớ những cuộc đi dạo bằng lừa mà cậu bé dẫn tôi quanh bãi cỏ. Nhưng đi gần bên tôi, ngoan ngoãn nắm dây cương con lừa, hắn phải hy sinh lắm vì tính hắn rất rắn rỏi, ít khi chịu chiều chuộng tôi. Đây lại xảy ra một chuyện không hay nữa. Tôi muốn nghe chuyện đó. An Sơn lên tiếng, như để nhắc tôi nhớ là anh ta chăm chú nghe tôi nói. Đây, có lẽ mệt vì dẫn con lừa Ali của tôi, cậu bé đâm chán. Một hôm, hắn dùng ngựa. Phải, một con ngựa nhỏ mà hắn cưỡi rất xứng. Rồi vì thấy tôi sợ và chống lại, hắn liền cột tôi lên lưng ngựa. Hắn đã làm cách nào, tôi không rõ. Nhưng tôi như còn cảm thấy sợi dây to, cột chặt hai chân tôi. Hắn bảo tôi, ta chơi mọi da đỏ, mày là con tin tao bắt được ở bộ lạc thù nghịch. Đoạn hắn lên ngựa, giữ tôi nằm vắt ngang mình ngựa trước mặt hắn, đắc chí thúc ngựa chạy, trong khi tôi kinh hoàng la hét. Con ngựa nghe tiếng la phát sợ, phi vùng vụt, và người trong lâu đài túa ra, hò hét đuổi theo. Việc phải đến đã đến, cậu bé bất cẩn, bị té xuống bãi cỏ, lúc ngựa quanh một con đường rẽ. Và tôi sống sót nhờ sợi dây thật chắc buộc chặt tôi vào lưng ngựa. Nó tự trở về chuồng, người ta mới đem tôi xuống được. Thế rồi tôi bị bắt buộc phải nằm nghỉ. Tôi nhớ tôi nằm dài, rên cả mình, nhưng lu miệng gọi cậu bé đó để thích được rên rỉ và khóc trước mặt hắn, vừa trách cứ hắn đã làm hại tôi. Bỗng An Sơn hỏi đột ngột, còn nó? Nó không tội nghiệp cô khi đến thăm cô à? Tôi bật cười. Hắn an ủi theo cách mà hắn cho là hay nhất. Hắn bảo nếu tôi bị tàn tật thì hắn sẽ cưới tôi làm vợ. Hắn còn nghiêm trang nói thêm là viễn cảnh đó không hề làm hắn ngại, dù phải chịu đựng suốt đời một người vợ bệnh hoạn. Còn tôi, dù sao cũng có người chồng uy nghi. Tôi cười nói tiếp. Mỗi lần tôi than thở, hắn lại khuyến khích, an ủi tôi bằng những câu như thế. Và chao ôi, tôi lại lấy làm vừa ý lời của hắn nói, và sau rốt mong mình tàn tật thật để được làm vợ hắn. An Sơn hỏi, và từ đó cô không bao giờ gặp lại thằng bé ghê gớm đó sao? Không bao giờ. Lúc ấy chắc người ta thấy nó chơi bạo quá đối với tôi, nên tôi phải ra đi, hay hắn phải ra đi. Từ đó cuộc đời chia rẽ chúng tôi. Từ lâu, đây là lần đầu tôi nhắc lại kỷ niệm của hắn với một người. Vì thế tôi cảm ơn sự tình cờ hôm nay đã cho tôi dịp hiểu rõ về anh ta. Ông đã biết anh ta, ông hãy nói về anh ấy đi. Thấy An Sơn không đáp, tôi hỏi, kìa, ông không nói với tôi tên hắn được sao? An Sơn do dự rồi quả quyết. Đó là một người bạn gặp ở bãi biển khi tôi độ 10 tuổi. Chúng tôi gọi hắn là Nam cho thân mật. Tôi quên mất họ của hắn. Có lẽ tôi cũng không bao giờ biết. Ông có biết anh ta bây giờ ra sao không? Một hôm tôi hay tin hắn chết vì tai nạn, ít lâu sau cuộc từ giã chúng tôi. Tôi xanh mặt, lấp ấp. Chết, anh ấy đã chết.
Một sự thất vọng chua xót xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi mới vừa vui mừng kể lại kỷ niệm xưa, muốn tìm gặp người bạn trẻ thời thơ ấu, thì tử thần đã cắt đứt mọi tình cảm thân yêu của tôi. Chồng tôi lãnh đạm nói. Phải, anh ấy đã chết. Tôi nghĩ sau bao năm trời, tin này không đến nỗi làm buồn cô. Tôi nghẹn lời. Trái lại, tôi rất buồn. Rồi tôi cúi đầu, khốn khổ cam chịu sự thất vọng tàn bạo ấy. Tôi ứa nước mắt. An Sương chế giễu. Kìa, đây là kỷ niệm quá xa xôi mà. Tôi đau khổ. Tôi thật cô độc ghê gớm trong đời này. Tất cả những người tôi thương hoặc những người thương tôi đều vĩnh viễn yên nghỉ trong các nấm mồ. Tôi đã nghĩ đến cậu bé ấy lớn lên ở đâu đó, rồi có thể một ngày kia sự tình cờ sẽ đặt tôi trước mặt hắn. Chắc anh ấy không nhận ra cô. Đúng, và có thể y quên cả những kỷ niệm tuổi ấu thơ, quên người ngoan ngoãn chiều theo ý hắn thuở nhỏ. Nhưng dù sao, biết anh ấy sống cũng thấy dễ chịu hơn. Đây là một kỷ niệm đẹp của tuổi ấu thơ, khó mà quên được. An Sương có vẻ sốt ruột trước sự buồn bã của tôi. Anh đến gần tôi và bỗng gập tập hình lại. Hãy bỏ qua kỷ niệm, người ta sống bằng hiện tại chứ không bằng dĩ vãng. Cô đủ giàu sang xinh đẹp để tạo những liên lạc khác, thắt chặt tình bằng hữu khác. Tôi không đáp, An Sương nào hiểu được tôi. Anh ta giàu, nổi danh thì dễ có bạn. Tạo tình bạn, nghe nó châm biếm làm sao. Chồng tôi có thể gặt hái mỗi ngày hàng chục bạn mới trong đám người hâm mộ y. Nhưng tôi, từ mấy tháng nay, kéo lê cuộc đời cô độc giữa đám đông người, hoàn toàn lẻ loi, dù ở trong nhà. Tôi đứng lên, sẵn sàng về phòng riêng khi bàn tay An Sương đặt lên vai tôi, xoay tôi lại đối diện với anh ta. Mắt anh như muốn soi thấu trong tâm hồn tôi. Anh nhẹ nhàng nói với một giọng thân mật mà tôi chưa từng thấy. Cô đừng buồn, đời đôi khi đáng cho ta chịu khó sống. Hãy tin tôi, Ngọc Sương, cô không lẻ loi như ý cô tưởng đâu. Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tôi, Ngọc Sương. Tôi bàng hoàng xúc động, nhưng anh không để tôi kịp hết ngạc nhiên, mở cửa phòng, chỉ tay ra. Nào, xin chào, cô ngủ ngon nhé, đừng nghĩ đến việc này làm gì. Tôi chậm rãi về phòng riêng, cố tập trung ý nghĩ đang ngổn ngang những việc bất ngờ. Phần 7. Tôi có thói quen đi xem lễ mỗi ngày trong một giáo đường nhỏ trong quận chúng tôi ở. Từ 8 giờ sáng, tôi đi bộ đến nhà thờ. Tôi rất thích đi như thế. Không bao giờ chồng tôi hỏi về mục đích của cuộc đi dạo đều đặn này. Tôi cũng không có dịp nói cho anh ta biết. Một hôm, tôi ngạc nhiên thấy lão Đôn có mặt ở nhà thờ. Sự hiện diện của lão đối với tôi là một trường hợp tình cờ. Nhưng sau đó, tôi nhận thấy lão có mặt đều đều mỗi buổi sáng ở nhà thờ. Tôi phải kết luận là lão đã được lệnh của chủ lão. Việc rình rập này làm tôi bực mình. Tôi thấy An Sơn sai lầm, nghi ngờ hành kiểm tôi, trong khi anh ta công khai tằng tiệu với nữ diễn viên của anh ta giữa công chúng. Ý nghĩ đó làm tôi nổi giận, và tôi đâm ra ước mong một sự lạ sẽ đến cho tôi. Tôi muốn cho chồng tôi thấy là tôi cũng có quyền dùng sự tự do của tôi theo sở thích của tôi. Ma quỷ, chứ chắc chắn không phải là trời, đã chú ý đến điều cầu mong của tôi vừa ước muốn. Vì chính hôm đó, mắt tôi nhìn nhầm vào một người ngồi bên cạnh tôi ở nhà thờ. Hắn độ 30 tuổi, ăn mặc thật lịch sự. Từ mấy tuần nay đến xem lễ khá đều đặn. Hình dáng hắn quen thuộc với tôi như những người ngoan đạo khác mà tôi đã gặp mỗi ngày ở chốn này. Tôi chưa bao giờ chú ý ai hơn ai cả. Xong, hôm đó tôi vừa nhìn về phía hắn thì bắt gặp hắn đang chăm chú nhìn tôi. Cảm giác đối với tôi quá lạ lùng. Tôi hơi đỏ mặt. Tôi bỗng bối rối, nhìn vào quyển kinh mà tâm trí nghĩ đến người lạ. Ở nhà thờ ra, tôi gặp lại hắn chỗ để nước thánh. Hắn nhún nhẹ tay vào nước thánh đưa cho tôi. Tôi do dự rồi chạm nhẹ vào.
Tôi nhẹ nghiêng đầu cảm ơn hắn và đi ra nhanh. Nhưng tất cả những buổi sáng, việc ấy đều tái diễn. Suốt buổi lễ, tôi cảm thấy hắn ở phía sau tôi, đôi khi quá gần. Tôi nghe hơi thở của hắn nóng bỏng phà vào óc tôi, làm tôi lo ra. Và như thế, mỗi ngày, bên bình nước thánh, cử chỉ nhã nhặn của hắn được lặp lại, trong khi mắt hắn dịu dàng nhìn vào mắt tôi. Đến một hôm, hắn dám ngỏ lời với tôi. Trước sự gan dạ của hắn, tôi dừng lại. Hôm nay bài thánh ca hay quá. Hắn nói bằng tiếng Pháp. Hiệu quả thay ngôn ngữ thân yêu của tôi, thứ tiếng nói tôi ít được nghe ở đây. Tôi không thể không mỉm cười và hỏi. Ông là người Pháp? Thưa bà phải, bà cũng thế. Tôi ngạc nhiên. Ai bảo với ông như vậy? Hắn lễ phép giải thích. Sách của bà viết bằng chữ của chúng ta. Tôi nhận thấy ngay và rất mừng gặp được người đồng hương ở cái xứ xa lạ này. Phải, rất mừng. Tôi bối rối, sợ hắn đi theo tôi. Tôi đứng lại gần cổng nhà thờ. Hắn vội vàng từ giã tôi. Xin bà tha lỗi sự đường đột ngỏ lời với bà, nhưng được nghe tiếng nói của nước Pháp thân yêu, tôi không sao không thưa vài câu chuyện với bà được. Thưa bà, tôi rất hân hạnh được chào bà. Và sau cái chào thật sâu, hắn bỏ đi để tôi ở lại bối rối. Tôi nhìn theo hắn mấy giây rồi đi về. Sáng hôm đó, bầu trời đối với tôi như xanh hơn, các con đường không một màu xám ảm đạm như thường ngày. Tôi cảm thấy nôn nao, bước chân tôi nhẹ nhàng hơn, trí tôi bỗng vui tươi hẳn lên. Còn ít bước đến nhà, tôi mới nhớ đến lão Đôn. Tôi quay lại nhìn phía sau, lão đang chậm rãi đi về. Tôi mỉm cười ngạo nghễ, chắc lão phải thấy tôi nói chuyện lúc nãy. Ý nghĩ đó làm tôi thích thú. Ồ, vui thay, cuộc mạo hiểm mong muốn đã thực hiện. Chẳng bao lâu chồng tôi sẽ hay, tôi cũng biết dùng sự tự do của tôi. Ngày hôm ấy qua mau. Sáng hôm sau tôi đi xem lễ có hơi chút bối rối. Tôi không có ý nghĩ rõ rệt đối với thái độ của người lạ. Nếu hắn ngỏ lời với tôi nữa thì tôi không thể không trả lời, vì hắn vẫn tỏ ra lịch sự, lễ phép, không chỉ trích được. Có thể tôi nhân dịp đó biết được tên họ, nghề nghiệp của hắn. Hắn cho tôi cảm tưởng hắn là một người thật có giáo dục, một người có địa vị trong chốn xa hoa này. Tôi đến nhà thờ thì hắn đã ở đó rồi. Hắn kính đáo chào tôi. Chốn giáo đường không cho phép chào hỏi nhau rình rang. Tôi có cảm tình với hắn trong cử chỉ ấy, vì tôi đã từng bực mình trước sự quá tự do của người xem lễ trong nhà thờ. Cuộc lễ chấm dứt, người lạ như cố ý ra một lượt với tôi. Chúng tôi đến cửa giáo đường cùng lúc. Mấy ngón tay hắn nhúng vào nước thánh và môi tôi đã mỉm nụ cười cảm ơn, thì bỗng một bàn tay xen vào, hất tay hắn ra. Người lạ nhón mình lên kinh ngạc, trong lúc tôi sửng sốt nhìn An Sơn đứng bên cạnh tôi. Tôi bình tĩnh, tuy hơi xanh mặt, tôi thấy chồng tôi ném cái nhìn lạnh lùng và tự cao vào mặt người lạ. Hắn lùi lại một bước, hai người đàn ông nhìn nhau với vẻ ghét bỏ. Đoạn An Sơn bước tới, đứng giữa tôi và người lạ, đồng thời nép qua một bên để tôi đi qua. Xin bà An Sơn đi trước tôi. Giọng nói dù nhã nhặn, song tôi cảm thấy vẻ oai vệ mà tôi phải theo. Tôi nghiêng đầu chào người lạ, rồi tự nhiên đi ra khỏi nhà thờ, mặc dù một sự lo ngại len vào lòng tôi trước thái độ quả quyết của chồng tôi. Có phải chồng tôi bảo tôi ra trước để tự do gây sự với người lạ? Đến cổng, tôi hơi quay đầu lại nhìn về phía hai người đàn ông. An Sương mặt vẫn cau lại, theo sau tôi cách một bước. Còn người kia rời khỏi nhà thờ với vẻ thản nhiên, song đầy kiêu hãnh. Tôi tự hỏi có nằm mơ cảnh này không? Dù tôi nhìn nhanh cũng bị chồng tôi bắt gặp. Bàn tay anh ta đặt lên vai tôi và tôi thấy như bị nhéo dưới ngón tay anh. Ngọc Sương, coi chừng, danh giá tôi không tha thứ sự xa vời nào của cô cả. Tôi nhún vai không đáp, nhiều tiếng hung dữ tràn lên miệng tôi. Tôi cố đè nén để không thốt ra ngoài đường như những người tiểu nhân không biết giữ bình tĩnh trước đám đông, để cho mọi người biết rõ sự bất hòa của họ. Chúng tôi im lặng đi, kẻ trước người sau, mỗi người ngẫm nghĩ một cách. Vào nhà,
Tôi định lên phòng tôi thì An Sương bảo: "Tôi cần nói chuyện với cô, mời cô vào phòng khách của tôi, cô Ngọc Sương." Đây là lần thứ hai anh ta gọi tên tôi trong mấy tiếng đồng hồ. Tiếng gọi thân mật anh ta dùng trong mấy ngày nay không có vẻ thân mật gì cả vào giờ phút này. Đó là cái giọng sắc bén của người chủ uy quyền ra lệnh không ai được cãi lại. Xong, tôi không sẵn sàng ngoan ngoãn vâng lời, tôi cãi lại: "Nói chuyện có ích gì, chúng ta chỉ nói những điều khó nghe cho nhau." "Cô phải nghe những điều đó nếu tôi muốn nói." "À, nếu là một cuộc gây gổ mà ông đang tìm cách thực hiện thì tôi sẵn sàng." Rồi, với đôi mắt đầy vẻ thách thức, tôi bước vào phòng. Tôi thấy quá bực mình, sao cảnh ở nhà thờ lại phải chịu cảnh giải thích, quá lắm rồi. Cửa đóng lại, anh đến ngồi khoanh tay trước mặt tôi đang đứng giữa phòng. "Thưa cô, tôi muốn sự vô lý này là lần chót." "Sự vô lý gì?" "Ồ, cô đừng chơi chữ với tôi, cô dư hiểu tại sao tôi có mặt sáng nay ở nhà thờ." "Sự can thiệp của ông hoàn toàn dị hợm." Sự can thiệp đó làm cô bực mình vì đã ngăn cản thằng dê sồm kia tiếp tục tán tỉnh cô. "Dê sồm, anh nói lời thô bỉ." "Vậy chứ lời nào mới đúng với cái tên cô thường gặp hàng ngày đó?" "Hôm qua hắn mới nói với tôi lần đầu." "Nhưng cô thấy hắn mỗi ngày." "Người ta có thể đến xem lễ trong nhà thờ đó như mọi người." "Từ nhiều tuần nay hắn xoắn quanh cô và cô chú ý đến hắn." "Rồi sao? Tôi bị cấm tiếp nhận những cử chỉ trang nhã và lễ phép của một người có giáo dục à?" An Sương cứng rắn. "Tôi chỉ cấm cô quên cô là bà An Sương." "À, cái đó ông nói lố rồi, tôi không phải vợ ông." Tôi gằn mạnh câu chót và vung tay như muốn ném cái danh nghĩa đó ra thật xa. Như bị chạm mạnh, An Sương hỏi: "Vậy chứ bà muốn bà có danh nghĩa gì ở đây hả bà An Sương?" "Ông thích cho tôi mang danh nghĩa đó trước gia nhân của ông. Ông buộc tôi mang nó trước người quen của ông. Nhưng ông cũng biết là không đúng. Chỉ một cuộc sống thử kết hợp ta lúc này mà thôi." "Cô quên sự liên hệ hợp pháp." "Đó là sự hợp pháp lầm lẫn trên một sự giả mạo, có thể hủy bỏ dễ dàng." "Thiếu sự chấp thuận của tôi đâu được, và không bao giờ tôi chấp thuận. Cô là vợ tôi, và luôn luôn vẫn là vợ tôi." "Xin lỗi, tôi không phải là vợ ông và không nhìn nhận ông là chồng tôi." An Sương phát một cử chỉ bực mình. "Cô muốn xem sự việc thế nào tùy cô. Tôi chỉ kể là cô là vợ tôi trước pháp luật, và 4 tháng sống chung đã cho mọi người thấy cô là của tôi. Chính cô đã tự nhận đời sống chung này. Nếu nó cho quyền tôi đối với cô, nó cũng tạo cho cô những bổn phận đối với tôi, dù cô có nói cách nào cũng thế thôi." Tôi mỉm cười nhìn anh ta thách thức. Tôi thấy chính An Sương là người yêu sách trước quyền làm chồng đối với tôi. Anh đã nói cô là vợ tôi, 4 tháng sống chung đã cho mọi người thấy cô là của tôi. Anh ta đòi một quyền mà tôi không nhìn nhận. Vậy phải đổi ý ngay nếu tôi nói cho anh ta rõ bổn phận của anh ta đối với tôi. Nghĩ thế, tôi liền bảo: "Vậy là ông bắt buộc tôi phải trung thành với ông?" "Dĩ nhiên." "Tôi phải không quên là mang tên họ ông?" "Một tên danh dự mà cô phải kính trọng." "Tất nhiên, đó là bổn phận đầu tiên của một người vợ biết tự trọng." "À, cô cũng nhận thế à?" "Tôi không bác bỏ một sự việc ấu trĩ như thế. Tôi không hề chối cãi. Dù không nhận quyền làm chồng của ông, tôi cũng không hề quên phẩm cách của tôi. Tôi cam đoan với ông là những lần gặp người lạ ở nhà thờ, tôi không hề quên mình là một người đàn bà hoàn toàn trong sạch, và tôi quyết giữ như thế." Giọng nói của tôi thẳng thắn, làm cho chồng tôi có vẻ hài lòng, song mắt anh lộ vẻ nghi ngại. Tôi lại nói: "Như vậy đã rõ, bổn phận tôi đối với ông và quyền ông đối với tôi." Tôi nghĩ không cần phải nói rõ nữa. "Tôi cũng cho là như thế. Theo ông về đây, tôi cũng đã nghĩ đến những bổn phận của hai chúng ta đối với nhau. Nhưng..." "Nhưng sao?" "Tôi chỉ nghe ông nói đến quyền của ông và bổn phận của tôi, chứ tôi không nghe sự trái lại." "Cô muốn nói gì?" An Sương trợn mắt nhìn tôi, kinh ngạc thật sự. Anh lặp lại: "Cô muốn nói gì?"
gần như không có gì cả. Ông không cho phép tôi nhận nước thánh do bàn tay của một người đàn ông khác trao cho, và ông sẵn sàng làm giữ vì người ấy đã kèm cái nhìn dịu dàng vào cái chào cung kính của hắn, và hắn còn dám nói với tôi là bài thánh ca sáng nay hay quá. Như thế có gì quá đáng? Nhưng còn ông? Tôi? Phải, ông. Có phải là lẽ tự nhiên khi ông la cà ngoài phố bên cạnh tình nhân của ông? Ô! An Sơn lùi lại một bước, không ngờ bị tấn công như thế. Tôi nhấn mạnh. Đúng không? Tôi không nói sai đâu. Ông còn tự nhiên đi đây đi đó với cô ta, cùng chừng mặt ở các đám đông, cho đến khi người ta gặp bà An Sơn, ngồi một mình trong phòng trà, cùng một lúc với ông An Sơn và cô Mai Anh ngồi ở một bàn khác, lộ lộ trước mặt mọi người, cho ai cũng thấy sự liên lạc của An Sơn và cô nhân tình đẹp của ông ta. Tôi ngừng nói trước vẻ nhăn nhó của chồng tôi. Tôi không ngờ tôi thành công đến thế. Anh ta xanh mặt, cái oai vệ của anh ta bỗng tan mất. Anh ta hoảng hốt nhìn tôi, anh ta lắp bắp. Cô Mai Anh, ai nói với cô thế? Không ai nói cả, đúng hơn là mọi người đều nói. Một hôm, tôi thấy ông và cô ta ở phòng trà Vương Giả. Tôi đã hỏi anh Bồi, anh ta cho tôi biết nhiều hơn ý tôi tưởng. Tôi còn thấy cô ta cùng đi với ông ở trong một vũ trường, rồi trong hiệu may đã may áo cho tôi. Người ta đã phê bình khiếu thẩm mỹ của ông đối với cách ăn mặc của nhân tình ông. Khắp nơi, tôi nghe tên ông kèm với tên cô ta. Thấy An Sương đứng ngay ra im lặng, gần như bi thảm với vẻ xanh xao, tôi tố thêm vì sự bất bình dồn ép bấy lâu ùng ùng nổi dậy. Ông thấy không, ông An Sương, tôi đã có lý khi không nhìn nhận ông là chồng tôi. An Sương để tay lên trán như tập trung ý nghĩ. Đoạn anh ta tiến lại gần tôi, đặt bàn tay lên tay tôi, thú nhận. Tôi nhìn nhận lỗi của tôi, bà An Sơn ạ. Đáng lẽ tôi không nên để cho cô gặp như thế. Tôi thật khó tha thứ đã không thấy trước điều đó. Tiếng cười cay đắng của tôi ngắt lời An Sơn. Tôi nói như la lên. Ô, ông yên lòng đi, tôi không giận ông đâu. Ông có nhân tình thì liên hệ gì đến tôi. Ông có thể có 2 hay 10 cô, tôi cũng không màng. Tôi đâu có xem ông là chồng tôi, và khác với ông, tôi không nhận là tôi có quyền với ông. Đừng nói thế Ngọc Sương, cô mang tên tôi, lẽ ra tôi phải tránh cho tôi sự sỉ nhục nơi công cộng như thế. À, chính ông sợ cái tên bà An Sơn bị nhục. Ai đã làm nhục? Chính ông An Sơn thay vì làm cho tên tuổi phải được mọi người nể trọng lại làm như thế. Tôi lỗi lắm, đừng làm khổ tôi nữa. Tôi không có ý làm khổ ông hay thừa dịp này mà mạt sát ông. Tôi xin ông hãy yên lòng, danh dự của ông trong lúc ông chà đạp dưới chân lại được tôi giữ gìn, quý báu hơn ông, vì không ai biết được để nói bà An Sương có mặt cùng một lúc với ông An Sương và nhân tình tại chỗ nào đó. Mỗi lần tình cờ gặp hai người, tôi cố thu mình thật nhỏ, cố lẻn ra ngoài để khỏi bị bắt gặp. Tôi cảm ơn Ngọc Sương. An Sơn nhìn tôi rồi nói tiếp. Cô đừng tưởng tôi xót xa vì bị bắt gặp. Tôi khổ tâm vì đã làm cô khổ. Nhưng tôi ngắt lời anh. Lúc nãy tôi đã bảo tôi hoàn toàn dửng dưng về sự ông có nhân tình hay không. Cô nói thế, nhưng tôi khó tin. Đây là vấn đề tự ái của cô. Tôi xin hứa là những cuộc gặp gỡ như thế không bao giờ tái diễn nữa. Tùy ý ông, nhưng xin đừng thắc mắc vì tôi. Anh có vẻ không chú ý đến lời tôi, nói tiếp. Tôi nói thêm là dù không có sự giải thích hôm nay giữa chúng ta, cô sẽ không bị gặp như thế nữa. Thật à, ông đã giận nàng à? Tôi có thể dứt liên lạc với cô ấy mà không cần phải giận hờn. Nhưng việc đó không ăn nhầm gì với tôi cả. Nhưng cô không dửng dưng với quyết định của tôi. Tôi bật cười. Tôi thấy ông lợi dụng tính nhẹ dạ của tôi, ông An Sơn ạ. Anh la lên. Đừng nhạo báng, tôi thành thật hơn cô nghĩ. An Sơn phát một cử chỉ tức giận khó đè nén, đi đi lại lại trong phòng, tay chắp sau lưng, mặt xa sầm. Tôi ngồi trên ghế dựa cạnh lò sưởi, lơ đãng vuốt ve hàng ren trên mặt gối, liếc mắt theo dõi cử chỉ của An Sơn. Bỗng anh trở lại, đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi rất tiếc là cô đã biết những cuộc đi lại của tôi. Tôi mong cô sẽ không bao giờ biết nữa. Tôi chế giễu. Ồ, ông có vẻ không buồn nghĩ đến tôi trong những dịp đó. Thật thế, cách đây mấy tuần lễ, tôi bất cần cô có gặp hay không các cuộc đi dạo với nhân tình của tôi. Cũng như cô hôm nay, tôi không chấp nhận cô là vợ, tôi bị ép buộc nên tôi không giữ gìn. Còn bây giờ? Bây giờ, tôi nhận rằng sự hiện diện của cô trong nhà này, đời sống chung của chúng ta... An Sơn ngừng nói, trước ánh mắt kinh ngạc của tôi nhìn anh. Tôi liền hỏi. Ông đổi ý? Phải, vì cô, tôi đã dứt liên lạc với người đó từ 3 tuần nay. Tôi nhõm lên, mặt lạnh lùng. Làm thế sai rồi, vì tôi không biết ơn ông đâu. An Sơn khô khan. Tôi không mong cô cảm ơn tôi, tin thế đi. Tôi gằn giọng. Trời ơi, tôi rất buồn thấy ông tưởng là đã làm tôi bận tâm. Ông hoàn toàn tự do sắp đặt đời ông theo ý thích của ông. Ông vẫn là người hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Cô tàn nhẫn lắm. Sự thẳng thắn là điều tốt nhất. Anh phát một cử chỉ để giữ bình tĩnh trước cái nhìn lạnh lùng của tôi. Được, tôi không là gì của cô cả. Và tất cả những gì tôi có nói hay làm, cô đều thờ ơ. Có phải cô muốn tôi hiểu thế không? Đúng đấy. Tùy cô, song riêng tôi không vô tâm như thế được. Rủi cho tôi là vẫn nhớ có cô, và dù muốn dù không, cô vẫn là vợ tôi. Tôi bực mình. Đừng trở lại vấn đề đó nữa, vì chúng ta luôn luôn nghịch ý nhau. Nhưng trước khi cô về phòng riêng, tôi muốn dứt khoát câu chuyện đã khởi đầu cuộc đối thoại hôm nay. Tôi đã quên mất sự nghi ngờ bỉ ổi của anh về người lạ sáng nay. Lời nói của anh nhắc tôi nhớ lại. Tôi bực mình nhăn mặt, câu có bảo. Xin tuân lệnh. Cô hãy hứa việc đó không tái diễn nữa. Cô đừng bao giờ gặp lại người đó nhé. Anh nói với vẻ cầu xin, xong tôi không chú ý. Ông biết rõ là tôi không hề có lỗi trong việc này. Nhưng lúc nãy cô đã nhận lỗi bằng cách bắt lỗi tôi. Tôi phản đối. Không có lúc nào tôi nhận là có lỗi đối với ông cả. Anh ta có cử chỉ mệt nhọc. Đừng tìm hiểu xem cô hay tôi đã lầm mà nói cô nhận lỗi. Ta bỏ qua việc đó. Lúc nãy tôi xin cô đừng gặp lại tên đó nữa. Tôi không trốn, cũng không tìm hắn. Bằng lòng không trở lại nhà thờ đó tức là nhận lỗi. Vậy là cô sẽ đến đó sáng mai. Tôi sẽ đến. Dù tôi van cô đừng đi. Tôi không nhận quyền cấm cản của ông. Đôi mắt xanh của An Sơn như tóe lửa. Anh ta rít lên. Được rồi, tôi biết việc phải làm. Tôi bỗng lo sợ An Sơn và người lạ sẽ đấu kiếm. Tôi rùng mình. Họ đánh nhau vì tự ái sai lầm của An Sơn. Tôi hỏi. Ông sẽ làm gì? Bây giờ việc đó không liên quan đến cô. Tôi quả quyết sự nghi ngờ của ông là không đúng. Cho đến bây giờ tôi vẫn tin là đúng. Thì sao? Tôi muốn ngăn ngừa sự nghi ngờ của tôi thành sự thật. Với một người vợ bình thường, tôi có thể nói đến lời thề, sự trung thành. Nhưng với cô đã không những có sự liên hệ với tôi phải dùng cách khác. Và ông tưởng làm thế thắng được sự tự do của tôi? Không, tôi không mong thắng được cô. Tôi chỉ làm sao đánh bạc được tên đó ra khỏi con đường của tôi thôi. Tôi ngây ngô hỏi. Bằng cách giết hắn? Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên, đoạn hiểu ra, anh phá lên cười. Không đâu, Ngọc Sương, không ai đi giết một người chỉ dâng đức thánh cho một người vợ mà người ta không yêu. Tôi khinh cô như cô khinh tôi đấy. Anh nhấn mạnh chữ, người ta không yêu, cho tôi chú ý. Nhưng tôi nào kể, vì đã biết thế từ lâu. Thế thì ông làm cách nào? Tôi chỉ đến gặp hắn, nói dăm ba câu bâng quơ, làm cho hắn biết tên tôi. Nếu hắn chưa biết thì cho hắn rõ, ông thủ tướng là bạn thân của tôi. Tên đó sẽ hiểu, nếu không muốn thấy chức vụ lung lay thì đừng nhóc nhách. Tôi không rõ lắm, người đó là ai mà ông có vẻ biết quá vậy? Cô thật không biết à? Cho đến bây giờ tôi đâu có cần tìm hiểu.
Vậy thì đây, hắn là nhân viên của tòa đại sứ Pháp, là bá tước Mã Linh. Cô thấy chứ, địa vị của hắn ở London này không cho phép hắn bộn xộn. Tôi hiểu An Sơn trong giờ phút này sẵn sàng làm theo lời của anh ta. Anh ta sẽ bẻ gãy tương lai của một người mà không thấy e ngại. Hắn có thể không hiểu hoặc không muốn quy hàng trước ý muốn của ông. Vả lại, tại sao hắn phải thế? Vì hắn có làm gì vô phép với tôi đâu. Mặc hắn hiểu hay không, hắn cũng sẽ tiêu đời. Cô hãy lên phòng cô đi, còn tôi sẽ đến tòa đại sứ. Rồi anh ta nhẹ nhàng nắm tay tôi dìu ra cửa. Ngay phút đó, như có gì đổ vỡ trong lòng tôi. Rồi như một lò xo bật lên, tôi quay lại, chồm lên níu lấy áo của An Sơn, khóc nức nở. An Sơn, đừng đi đến đó. Tôi hứa với ông, tôi thề với ông là tôi không yêu hắn và không bao giờ gặp lại hắn. Hai tay anh ta nắm lấy hai cổ tay bé nhỏ của tôi và anh nghiêng mình, chồm tới, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của tôi, hỏi gặn. Không bao giờ. Không bao giờ. Anh kéo tôi vào người, đặt lên trán tôi một cái hôn thật nhanh, rồi đẩy tôi ra, vụt bước lẹ vào văn phòng, trong lúc tôi vội lên thang lầu và nhào lên ghế mà khóc nức nở. Nước mắt tự ái hay thất vọng, nước mắt bực tức hay nhẹ nhàng, tôi không hiểu được tại sao tôi khóc nhiều thế. Phần 8. Tôi khóc lâu lắm, cắn chặt cái gối cho khỏi bật thành tiếng. Có thể vì giận mình đã đầu hàng An Sơn nên tôi khóc tức tưởi. Anh đã thắng tôi, đã làm tan thái độ lạnh lùng của tôi. Tôi thất vọng tưởng tượng vẻ thắng thế của anh trước sự bại trận của tôi. Tôi nổi giận đùng đùng. Chính lão Đôn chịu đựng cơn giông tố đó. Lối 11 giờ, không nghe tiếng động trong phòng tôi, lão tưởng tôi đi vắng nên vào xếp dọn như thường ngày. Nhìn thấy tôi đầm đìa nước mắt, lòng trung thành của lão khiến lão đi nhanh đến gần tôi. Ô, bà có việc buồn, tôi có giúp gì bà được không? Tôi nhõm dậy, hằng học bảo. Chính tại lỗi của ông mà tôi khóc đấy. Thưa bà, không thể như thế được. Lão Đôn này dám hy sinh tánh mạng vì bà. Tôi ngắt lời. Lão Đôn chỉ tận tâm với lệnh của chủ lão thôi. Lão đã rình mò tôi, nói sai sự thật với chủ để làm khổ tôi. Lão nô bộc cúi đầu xuống. Tôi đã nói với ông chủ là theo dõi bà không phải là việc của tôi, nhưng ông chủ không để cho ai trái lệnh cả. Lão cố gắng quỳ xuống trước mặt tôi. Tội nghiệp lão quá già nên cử động rất khó khăn trong thế quỳ ấy. Xong, tôi quá giận nên không có cử chỉ ngăn lão. Bà phải biết rõ sự thật, không nên nghi ngờ lòng trung thành của lão nô bộc này. Làm sao tôi tin được sự trung thành của một tên do thám? Lão Đôn rùng mình trước câu nói như quất vào mặt lão. Lão quả quyết. Câu nói đó khó nghe đối với tuổi của tôi. Tốt hơn bà nên hỏi tôi và nghe tôi nói trước khi nói như thế. Có ích gì? Lão đã theo dõi tôi nhiều tuần lễ, rình rập những cử động của tôi, có thể phóng đại lên để mách với chủ của lão. Không, sự việc không phải như thế. Hãy nghe lão nói. Nói đi, tôi nghe. Một hôm, ông chủ nói với tôi, lão hay đi theo bà mỗi buổi sáng, lúc bà đi ra ngoài. Bà không kinh nghiệm trong cách sinh hoạt của thành phố London, tính thẳng thắn và thói quen tự do của người Pháp như bà, không cho bà nhìn thấy cái hại ở xứ ta. Có thể có việc không hay xảy đến cho bà, mà bà không ngờ. Lão kín đáo theo bà, vì tôi muốn bà cảm thấy được tự do và không bực mình vì sự canh giữ của tôi, mà tôi muốn là sự che chở, chứ không soi bói. Nếu tình cờ lão thấy gì mà lão nghi ngờ có hại cho bà thì lão cho tôi hay, tôi sẽ tìm cách che chở. Bà có thấy không, đây không phải là sự rình rập. Ông chủ quá ngay thẳng, không ra lệnh như thế được. Ông An Sơn đã ra lệnh cho ông bao lâu rồi? Lão Đôn suy nghĩ. Độ 3 tuần nay. Lão ấy nói tiếp. Thế là tôi làm theo lời ông chủ, tôi theo xa xa bà chủ. Mỗi ngày bà chủ đều có những cử động y hệt nhau, tôi thấy theo thật vô ích. Xong tôi không muốn tỏ ra thiếu thiện chí, tôi vẫn đi theo bà mỗi ngày. Tôi mỉm cười chua chát. Sự rình rập biến thành một sứ mạng thiêng liêng. Xin bà nghe nốt cho. Một hôm tôi chú ý đến một ông,
cứ nhìn bà mãi và cố đến gần bà. Tôi đã già, mắt từng nhìn thấy nhiều việc đời, tôi không lầm được. Tôi không sao không nghi ngờ hắn sẽ làm điều có hại cho bà. Đó là một hiểm họa cho bà. Nhiều ngày trôi qua, hắn từ từ len đến gần bà. Tôi tự nhủ không phải bổn phận của tôi là ngồi sau lưng bà để đếm nụ cười của tên lạ mặt cười với bà. Chính An Sơn phải che chở cho người vợ trẻ của y, ngăn ngừa những lời cám dỗ của kẻ khác. Chính An Sơn phải giữ gìn lấy của báu của y, chứ không phải một lão già như tôi, làm sao chống lại một gã thanh niên duyên dáng. Tuy nhiên, tôi do dự, chưa nói cho An Sơn biết. Lão cứ nói tiếp. Trong khi tôi lưỡng lự, thì gã kia lại dám nói chuyện với bà. Tôi thấy bà sửng sốt, đỏ mặt, bà không quen với sự liều lĩnh như thế. Sự nhút nhát của bà không biết chống cự. Thế rồi sao? Tôi trở về, nói cho ông chủ biết là tuổi tôi không cho phép tôi làm việc ấy nữa. Tôi đã mệt, từ đó tôi không theo bà nữa. Hơn nữa, khi người ta có vợ trẻ như bà, và người ta không phải là ông cụ, thì người ta phải gánh lấy việc bảo vệ vợ. Lão Đôn dừng lại và nhắm mắt, chắp tay như nhớ lại cảnh đã xảy ra. Khi tôi bắt đầu nói, An Sơn mỉm cười thân mật. Nhưng khi tôi nói hết, thì ông ta... Ồ, hết nhận ra là ông ta. Mắt ông lóe sáng, mặt nhăn lại. Ông ta làm tôi phát sợ. Ông chủ hỏi tôi, ông muốn biết cả, biết thật tỉ mỉ. Tôi đã trả lời. Ông chủ, tôi quả quyết là không có gì cả. Bà còn trẻ lắm, ai thấy mà không chú ý. Thuở của tôi, người ta không bỏ bê vợ như thế. Tôi bực mình vì câu nói của lão Đôn. Với nguyên nhân đó, An Sơn đã câu có. Phải, lão Đôn nhận thấy An Sơn thiếu bình tĩnh. Dù sao, tôi cũng có lý, tôi có bổn phận theo dõi bà. Ông hãy kể nốt đi. Bà muốn tôi kể gì nữa? Tôi không muốn nói gì cho An Sơn nghe cả. Tôi cứ quả quyết là bà không có gì đáng phiền trách. Mọi sự lầm lỗi đều do người chồng thiếu bổn phận. Lão lại nhắm mắt, gương mặt nhăn nheo của lão lộ vẻ đau xót. Lão nói nho nhỏ. Ông chủ nổi giận đùng đùng, ông ta không dằn được. Thế rồi để biết rõ, ông ta bắt buộc tôi phải nói. Ông ta... Tôi bồn chồn lo ngại, nhìn lão giấu mặt trong hai bàn tay. Cái gì? Ông ta đã làm gì? Lão Đôn nói nhẹ như hơi thở, trong cái rùng mình. Ông ta đã đánh tôi. Đánh? Ồ, thật vũ phu. Không, thưa bà, không, ông chủ không hung dữ. Lão Đôn lại rộng lượng bên vực An Sơn. An Sơn không hiểu việc ông ta làm, ông ta yêu bà và sự nghi ngờ nảy sinh ngay trong trí của người chồng đang yêu. Tôi không khỏi phát một cử chỉ phản đối. Lão Đôn cãi lại. Đúng thế bà ạ, An Sơn đã ghen. Tôi hiểu quá trễ sự vụng về của tôi. Tôi phải biết là hạnh phúc của ông ta đang bị đe dọa, là đã hỏng cả. Dưới ý nghĩ đó, ông ta không còn là ông ta bình thường nữa. Đứa bé cứng đầu thường đá tôi thuở xưa, khi tôi chống lại ý muốn của nó, vẫn còn trong người An Sơn. Ông ta không chấp nhận sự im lặng của tôi. Thế là tôi hiểu tôi không có quyền để nghi vấn trong trí chủ tôi vì những lời giải thích vụng về của tôi và vì quyền lợi của bà mà tôi đã thuật sự việc xảy ra đúng với sự thật. Tôi cau có. Và đấy, lão làm sanh những nghi ngờ tai hại và để xóa nghi ngờ, lão đã phản bội tôi một cách tự nhiên. Lão Đôn thở dài. Những chuyện đó tôi không quen làm. Tự hậu tôi không bao giờ lãnh sứ mạng kiểu đó nữa. Tôi đã nói thế với An Sơn. Đứng giữa hai bổn phận, tôi chỉ có thể hành động theo ý của tôi và tôi sẽ hành động. Ánh mắt ngay thẳng của lão chiếu vào tôi. Lão chắp tay. Thưa bà chủ mà tôi kính trọng và thương yêu hết lòng, hãy cho tôi van bà đừng giận hờn ông chủ trẻ của tôi. Tình yêu bao giờ cũng đi đôi với một tí ghen tuông. Tự nhiên, tay tôi đặt lên miệng lão Đôn để ngăn lão nói những tiếng tôi đoán được nhưng không muốn nghe. Không, lão đừng nói, vấn đề này lão không được nói đến. Nhưng thưa bà, lương tâm tôi cần được nhẹ nhàng, tôi phải nói, phải cho bà biết trước. Cho biết trước cái gì? Về ông chủ. Sao? Ồ, xin bà tha lỗi đã dám lưu ý bà việc này.
tôi thấy ông chủ tôi có lỗi. Lão Đôn, tôi cấm lão nói ra. Tất cả các bà dòng họ Trần đều rộng lượng, các bà đã tha thứ và không một người nào chối bỏ bổn phận làm vợ. Lão Đôn, tôi đứng thẳng lên, chỉ tay ra cửa. Lão đi ra, đi đi. Nhưng lão chậm rãi đứng dậy, phủi bụi chỗ đầu gối, rồi như không nghe lời tôi nói, lão tiếp tục. Tất cả các bà dòng họ Trần đều quyết giữ mình là những bà mẹ hãnh diện và tự cao có những đứa con mà trời đã đền bù cho họ, những lúc phải buồn vì cuộc sống lứa đôi. Tất cả đều quyết sung sướng vì họ biết tha thứ và nhắm mắt những lúc cần. Lão Đôn chậm rãi tiếp. Bà chủ cũng cùng dòng giống với những bà ở đây trước kia. Bà sẽ có sự độ lượng và một tâm hồn cao đẹp như họ. Bà biết không nhìn thấy, biết tha thứ, biết quên đi. Tôi hãnh diện ngẩng đầu. Nhưng lão lầm rồi, tôi không có gì để tha thứ ăn xương cả. Ông ấy rất đàng hoàng đối với tôi. Lão nhìn tôi thật lâu, như muốn hiểu thấu tâm hồn tôi. Đoạn lão mỉm cười. Tôi quả là con lừa. Mắt của bà chủ đã trông rõ hơn mắt tôi. Tôi nhẹ nhàng. Thật đấy, vậy chứ lão nói tôi đã thấy gì? Lão Đôn lắc đầu. Chà, dường như bà biết khám phá dưới những lời nói đúng đắn và thái độ chỉ huy, tình yêu được giấu kín và lòng ghen tuông đau khổ. Tôi phá lên cười, ngắt lời lão. Ô, lão lôi thôi lắm, lão trộn nhầu nào tình yêu, nào tự đắc, nào lòng ghen, nào đau khổ. Thật khó tiêu quá, lão đừng trộn thêm tâm lý học nữa nhé. Bà vẫn có lý, tôi trộn nhiều thứ vào tình cảm của mỗi người. Tôi chỉ có tình cảm của người chủ mà tôi nuôi từ nhỏ và hiểu ông ta rất rõ. Ồ, lúc trước rất tiếc bà không nghe được. Tôi đã nghe lời nói giận dữ của một người tự cao tự đại. Không, lúc đầu đối với bà khác kìa, đúng là giọng nói ghê gớm, không rộng lượng. Còn hôm qua thì... Tôi lại bịt miệng lão nữa, không muốn nghe lão nói. Tôi bảo, lão làm trạng sư biện hộ cho chủ giỏi lắm, và ông An Sơn đã có một người giúp việc đắc lực. Nhưng lão đừng kỳ kèo nữa, chủ lão nếu biết được sẽ cho là lão làm quá ý muốn của ông ấy. Còn phần tôi quả quyết là sự biện hộ của lão rất vô ích, là tôi rất cảm mến chồng tôi. Lão nô bộc im lặng nhìn tôi, lắc đầu thở dài, đoạn chậm rãi đi ra, dáng điệu nghĩ ngợi như hối tiếc đã nói nhiều mà không ích gì. Tôi đã làm phiền một tấm lòng trung hậu. Lão Đôn đã ra khỏi phòng, sự can thiệp của lão làm tôi thay đổi ý nghĩ, nước mắt tôi ngưng chảy. Tôi cảm thấy vui thích đến không dám nhìn tôi trong gương soi, tôi mừng một cách ác độc. An Sương đã nổi giận, tại tôi mà anh ta phải đau khổ. Con người tự cao tự đại kia phải hiểu là tôi cũng như bao người đàn bà khác, có thể làm hắn thành dị hợm trước mặt mọi người. Và lần đầu tiên tôi sung sướng được tự gọi mình là bà An Sương. Một lúc sau, tôi ngồi vào bàn ăn, đối diện với An Sương. Tôi tò mò lén quan sát anh ta. Dường như cơn giông tố ban sáng không còn lưu dấu vết lại trên mặt. Anh thích chí đã đạt được ý muốn, đã thắng được tôi, hay bối rối như lúc tôi nói ra tên Mai Anh. Nhưng tôi chỉ thấy anh bình thản, vẻ hơi xa vắng, như bận suy nghĩ vẩn vơ. Anh như không buồn nhìn tôi khi tôi vào phòng ăn. Rồi suốt bữa ăn, anh câm lặng. Tôi nghĩ, anh chàng đang dỗi. Và thích thú với ý nghĩ đó, tôi ăn uống ngon lành, không buồn biết có An Sương trước mặt. Nhưng cảnh ấy lại diễn ra đêm đó và những ngày kế tiếp cũng thế. An Sương im lặng ăn, vẻ mặt xa vắng, như tưởng tượng chuyện xa xôi. Nếu tôi có ngỏ lời với anh, thì anh trả lời nhẹ nhàng, xong vắng tắt. Và nếu tôi cố gợi chuyện để anh không mơ mộng nữa, thì anh nhìn tôi với đôi mắt hơi u hoài, làm tôi cảm thấy bối rối và im bặt. Thái độ đó lúc đầu làm tôi thấy buồn cười, chẳng bao lâu làm tôi bực mình, cảm thấy nặng nề vì trái với tôi nghĩ, chồng tôi không hề giận dỗi. Anh ta tỏ ra như thế đối với mọi người, dù ra đường anh ta vẫn giữ vẻ mệt nhọc, chán nản, như đang bị một ý nghĩ gặm nhấm tâm hồn. Sự ngã lòng, sự buồn rầu gì có thể làm một người rắn rỏi như thế thay đổi tính tình đột ngột dường ấy?
Sự thay đổi ấy bắt đầu sau cuộc đấu khẩu của hai chúng tôi. Tôi cố nhớ lại những lời lẽ của tôi buổi sáng đó và kinh ngạc tự hỏi có phải tại tôi mà ra không? Tôi có nói quá đáng không? Dường như tôi đã tỏ ra rắn rỏi lắm. Rắn rỏi? Phải, nhưng nếu đối với một người chồng thật thì tôi biết là tôi không ăn nói như thế bao giờ. Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi chỉ là hai diễn viên của một hài kịch vợ chồng. Mỗi người chỉ nghĩ và nói nghịch ý người kia như mục đích và ý thích của tôi cho đến ngày nay. Phải, đúng là hai địch thủ, một hài kịch. Tôi cứ nhủ thầm như thế mà vẫn không sao tin được đúng là tôi, đúng với tôi, có lẽ song rất sai đối với An Sơn. Dù muốn nghĩ khác, tôi vẫn nhớ vài câu của anh. Cách đây mấy tuần, tôi cũng như cô, không chịu nhận cô là gì khác hơn vợ chính thức của tôi. Tôi rùng mình với cảm giác gần như là bối rối và hối hận. Anh có thành thật lúc quả quyết là đã thay đổi tâm hồn với tôi. Nhưng rồi sao? Ồ, ý nghĩ kỳ quá. Tôi có thật hung dữ trong những lời nói tự đắc của tôi không? Anh đã chẳng kêu lên, cô tàn nhẫn lắm là gì? Sự hối hận dày vò tôi. Trời ơi, có thật An Sơn đã để tâm chú ý đến sự khinh bỉ và bất cần của tôi không? Tôi càng lúc càng chú ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày của anh. Anh buồn bã trước mặt bất cứ ai, nhưng tôi cảm thấy đối với tôi, anh có vẻ gì là lạ. Mắt anh tránh gặp ánh mắt tôi, dáng điệu anh cho thấy rõ là anh không muốn thấy tôi, không sống gần tôi như là không có tôi vậy. Có sự phiền trách trong cái im lặng nặng nề của anh trước mặt tôi, có sự oán trách ngầm trong thái độ ủ dột đó, trong sự chán nản đó. Tôi cố hỏi chuyện anh cũng trả lời vắn tắt. Gương mặt trẻ trung hằn nét đau khổ ấy ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ. Thế rồi, tôi xin lòng thương hại cho người chồng mà tôi đã đối xử quá cứng rắn, và lòng thương hại đó đã bắt tôi phải tìm cách hàn gắn. Tôi muốn tỏ ra tử tế, tận tụy. Tóm lại, tôi muốn là vợ hiền. Tôi rất muốn hỏi lão Đôn xem chồng tôi thường có những thời kỳ vơ vẩn như hiện nay không. Nhưng lão Nô Bộc dường như cũng bắt chước chủ của lão, vẫn giữ thái độ cung kính, vẫn hầu hạ tôi đúng đắn, xong lão giữ vẻ mặt lạnh lùng. Sự phiền trách im lặng này tôi nhận thức được trong ánh mắt lão, làm tôi thấy có trách nhiệm trong sự buồn rầu của An Sơn. Thế là tôi muốn phá vỡ cái không khí nặng nề bao bọc chung quanh tôi. Có phải tôi là thủ phạm chính trong việc này không? Cái không khí ngột ngạt ấy làm tôi khó thở, như bị giam trong ngục tù. Tôi muốn thoát khỏi chốn này, tôi phải ra đi. Trốn cho xa, chứ không thể sống như vậy được. Ngày tôi nảy sinh ý ấy, tôi không sao không theo An Sương vào văn phòng anh được. Tôi im lặng theo sau anh. Anh chợt thấy tôi khi ngồi xuống ghế nơi bàn viết. Anh không tỏ ý đón tiếp hay kinh ngạc, chỉ đưa mắt nhìn tôi như dò hỏi. Thưa ông An Sơn, tôi đến đây, tôi muốn nói, khi ông muốn là tôi có thể ra đi. Lời nói vụng về thoát ra từ đôi môi run rẩy của tôi. Tôi không có ý muốn nói thẳng như thế, song tự nhiên buộc mồm nói ra. Mặt An Sơn vẫn thản nhiên, song đôi mắt như mờ đi dưới hai mi chớp nhẹ. Anh đỉnh đạt bảo, chỗ của bà An Sơn là ở trong nhà tôi và không có chỗ nào khác. Tôi bỗng cãi lại, sẵn sàng gây sự. Ông vẫn giữ ý ấy à? Nhưng anh lắc đầu, nhẹ nhàng bảo, không, tôi không dùng sự độc đoán đối với cô trong dịp này. Tôi cho rằng chỗ của cô là ở gần tôi muốn cô ở đây. Lời lẽ ấy làm tôi hết bực tức ngay. Ông muốn tôi ở gần ông? Phải, mãi mãi. Phải, bởi vì ông xem tôi là một người vợ thật. Cô là như thế. Không, chính ông cũng biết rõ tôi không phải vợ ông. Giữa chúng ta, tại sao cứ chơi chữ làm gì? Tôi không chơi chữ. Đối với tôi, cô là bà An Sơn duy nhất và thật sự. Chỉ còn chờ cô hoàn toàn là vợ tôi. Tôi đỏ mặt. Không bao giờ. Câu nói phát ra miệng tôi, nhưng tôi nào có muốn tỏ ra khó chịu sáng nay. Nhưng An Sơn mỉm cười, nhún vai. Cô nói, không bao giờ. Đừng thách thức một người anh. Anh sẽ nói chẳng bao lâu. Ô, ông quên ý định cương quyết của tôi. Đừng nói đến ý cương quyết, Ngọc Sương. Ý tôi sẽ bẻ gãy ý của cô nếu chúng ta đem so. Tôi tức tối vì giọng nói chắc mẻm của y. Tại sao ý ông lại bẻ gãy được ý tôi?
đó là vấn đề dòng giống. Ồ, dòng giống, dù ông hoàn toàn là người Anh, tôi thách ông làm cho tôi thành được vợ ông đó, nếu tôi không muốn. Mắt An Sương lóe lên. Cô thách thức tôi, trẻ con thật. Nhưng tôi không cân nhắc lời nói nữa, tôi giận sôi lên. Phải, tôi thách ông đó, tôi thách ông. Ông sẽ thấy một phụ nữ Pháp có bền bỉ bằng một người Anh hay không? Anh mỉm cười hơi buồn. Được rồi, để rồi xem. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp. Tôi chủ tâm không cãi vã với cô, nhưng tôi không chống lại ý muốn gỡ lời thách đố của cô. Chúng ta sẽ thấy. Lúc đó tôi mới thấy sự tai hại của tính nóng nảy của tôi. Ma quỷ nào xúi dục tôi gây hấn với anh hôm nay, và lại vấn đề đó. Tôi đến với mục đích giảng hòa, để làm tan mất sự hiểu lầm giữa hai chúng tôi. Xong mới mấy câu, tính tôi là giỏi với tính anh. Phải có thật là tôi không thể nói chuyện với An Sương mà không ghi gỗ sao? Tôi nóng nảy, vụng về, không thể giữ được thiện chí dù rất muốn. Tôi nghe đầu tôi nóng bừng bừng, mắt cay lên vì nước mắt đã ứa ra. Tôi ngã vào chiếc ghế gần bên, ôm lấy mặt, đầu óc rối bời. Tay chống lên bàn, chồng tôi có vẻ xa vắng, làm như không có tôi trước mặt anh. Nhưng anh nghe được tiếng thở dài mà tôi không nén được. Tôi thấy anh quay lại nhìn tôi với đôi mắt u buồn. Tôi tưởng chừng như anh không biết tội nghiệp tôi, ánh mắt anh đè nặng tôi. Nhưng anh đã đứng lên đến gần tôi. Sao vậy Ngọc Sương, cô làm sao thế? Tay anh đã nắm lấy hai tay tôi kéo ra. Cô khóc, tại sao? Tôi bối rối quá, cúi đầu, cố giấu đôi mắt đỏ hoe của tôi. Anh lại hỏi, tại sao cô khóc? Tôi ngốc quá, chẳng có gì cả. Nhưng không ai khóc vô cớ được. Tôi buồn. Cô buồn? Buồn ghê gớm. An Sương phát một cử chỉ bất lực, và như không chú ý đến lời than của tôi, anh nhẹ nhàng bảo, cô phải giải trí, tại sao cô không đi ra ngoài? Đi ra ngoài để làm cho ông nghi ngờ hơn à? Ồ, tôi không bao giờ đi theo cô, tôi để cô hoàn toàn tự do đi lại. Giọng nói của anh làm tôi bực, tôi cau có. Dĩ nhiên, ông có buồn chú ý đến tôi đâu. Thế thì cô phàn nàn gì? Phiền ông, thái độ của ông khó chịu quá. Thật à, cô hãy nói rõ, cô làm tôi lo ngại. Giọng nói của anh lại có vẻ chế giễu, tôi phải cố gắng để khỏi bắt chước anh. Tôi nói dịu dàng. Từ 15 ngày nay, ông không thèm nói với tôi. Cái im lặng khinh miệt ấy còn nặng nề hơn lời oán trách. Gia nhân của ông cũng bắt chước thái độ của ông. An Sương nhón mình lên, tỏ ra kinh ngạc. Anh la lên. Bọn gia nhân không được phép xen vào việc gia đình của chúng ta. Hãy cho tôi biết tên đứa nào dám làm thế. Nó sẽ ra khỏi nhà này ngay. Tôi không nói tên ai ra cả. Những kẻ khốn khổ kia lại phải đền cái tội của ông làm. Chính ông là người tôi buộc tội. Cô nên buộc tội cô thì đúng hơn. Ồ, ông có thể nói thế à? Lần cãi nhau sau rốt, chính tôi đã làm ông hài lòng kia mà. Nghĩa là bị tôi bắt buộc, cô mới chịu bỏ những cuộc đi ra ngoài buổi sáng. Đúng, tôi đã bỏ. Ông cũng phải biết là tôi ép lòng nhường nhịn ông lắm chứ. Anh mỉm cười. Trái lại, tôi cho rằng cô vô cùng khổ sở, và cô làm thế vì hết lòng với một người khác. Vì hết lòng, tiếng đó quất mạnh vào tim tôi. Tôi kinh ngạc, lo ngại nhìn vào mắt An Sương để dò xét. Anh ngó chỗ khác. Trời ơi, ông cho rằng tôi hành động như thế là vì kẻ khác. Tôi thề rằng tôi đã làm vừa lòng ông mà không nghĩ đến người khác. Tôi chỉ muốn tránh cho ông một hành động bất công. Nhất là tôi không muốn thấy ông hành động như một người chồng vô phúc bị bắt buộc phải bảo vệ lấy hạnh phúc. Một sức mạnh vô hình giục tôi nói những điều ấy. Nếu bình tĩnh, tôi không hề thú nhận như thế. Ánh mắt An Sương đăm đăm vào tôi. Vậy hôm đó cô chấp nhận cô là vợ tôi và tôi có quyền làm chồng đối với cô? Anh chờ câu trả lời xác nhận của tôi vì tôi nhận thấy vẻ đắc thắng trong giọng nói của anh. Lòng tự ái của tôi bùng lên, tôi giải thích. Tôi không tin là đã chấp nhận quyền của ông, song ông đã muốn có quyền đó nên tôi không để cho ông phải thất vọng khi sử dụng. Tôi cố ý nói dịu dàng, xong câu trả lời này làm anh trái ý. Anh giận dữ, buông tay tôi ra và đi đi lại lại trong phòng.
Được một lúc, anh dừng lại trước mặt tôi, giọng nói của anh đã mất vẻ khoan dung. Chính để nói những điều đó mà cô đến đây làm mất sự yên ổn của tôi ngày hôm nay. Tôi cho rằng có sự hiểu lầm giữa chúng ta, tôi muốn chấm dứt vì tôi rất bực mình, cảm thấy bị giận hờn, trong khi tôi không đáng bị oán trách như vậy. Và dĩ nhiên cô không chấp nhận thái độ của tôi. Tôi không đến đây để chịu khổ vì người chung quanh chống đối. Cô nên biết là tôi không phiền hà gì cô cả, nhưng tôi không thay đổi thái độ đối với cô vì cái thái độ hiện nay làm cô bực mình là do cô tạo ra. Lại vì người lạ ấy? Không, ý nghĩ về người lạ ấy không làm tôi thắc mắc gì cả. Sự ghen tuông bao giờ cũng đi đôi với tình thương, và cô phải hiểu tôi khó mà có một tí tình thương nào đối với một phụ nữ như cô. Tôi đứng lên, tôi không ngờ anh ta hằng học buông ra những lời như thế. Tôi không nghĩ đến sự cãi lại anh ta, tôi chỉ muốn đi thoát. Nhưng anh đã đứng trước mặt tôi, khoanh tay và nói tiếp. Cô đã ném vào mặt tôi những câu nói tàn nhẫn, những lời mà không một người đàn ông nào nghe vợ nói. Tôi không kể đến ông, đời sống của ông không liên quan gì đến tôi, ông là người xa lạ đối với tôi chỉ mang danh nghĩa người vợ hợp pháp. Cả loạt câu cay đắng. Cô đã thành thật nói thế, lời nói của cô phản ánh trung thực với tình cảm của cô phải không? Tôi bối rối vô cùng. Tôi hấp tấp. Có lẽ. An Sơn dữ tợn. Vậy thì cô thắc mắc làm gì với người xa lạ? Tại sao tôi lại phải chú ý đến người đã không coi tôi ra gì? Cô chỉ là người mang danh nghĩa hợp pháp mà cá nhân cô không đáng tôi chú ý. Thưa cô, đó là sự bí mật của tôi đối với cô. Bây giờ cô hài lòng chứ? Tôi không trả lời. Tất cả sự hằn học đã phơi bày trong lời nói y. Tự nhiên tôi cảm thấy nhút nhát. Tôi lùi lại phía gần một cái ghế và dựa vào, mắt nhìn xuống đất. Tôi chờ những câu ghê gớm hơn nữa ném vào mặt tôi. Nhưng một sự im lặng đã buông xuống. Trong đầu tôi bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng khiến tôi nhức đầu. Như vậy, những câu nói hôm trước của tôi là nguyên nhân của sự câm lặng của An Sơn. Tôi đứng thẳng lên, mọi vật quay cuồng chung quanh tôi, cảnh này làm tôi rã rời. Thật vậy, hôm nay tôi mất hứng để cãi lại y. Có lẽ tôi hơi xanh vì y tiến một bước về phía tôi, nhưng cặp mắt thù ghét của tôi chiếu vào mắt y làm y dừng lại. Và từ từ tôi bước đi như một người máy ra khỏi văn phòng. Và không một lời nào nữa, anh cũng không giữ tôi lại. Cửa đóng lại sau lưng tôi cảm thấy dễ thở hơn. Nhưng sự thất vọng làm tôi mềm nhũn cả người, tôi phải bám vào màn cửa cho khỏi quỵ xuống. Ít giây sau, tôi nghe đỡ mệt, đủ sức lên lầu về phòng riêng. Một ly nước mát làm tôi lại sức. Thế rồi, không suy nghĩ, không mục đích, chỉ cần đừng nghĩ ngợi, tôi đội nón, khoác áo choàng lên vai và đi ra ngoài. Ra đường, tôi đi như cái máy, rẽ vào con đường này, rẽ qua con đường khác, luôn luôn vô mục đích, tôi đi để mà đi, mà trốn. Ô, phải, trốn. Trốn ở đâu, trốn cái gì? Tôi không biết. Tôi đi mãi, đi cho xa như một đứa bé hoảng hốt chạy đi khi lỡ đánh vỡ một vật gì, như con chó kinh hoàng bỏ chạy khi nghe tiếng giận dữ của chủ, khi ngại bị hành phạt.